Tôi nghĩ rằng tức là một số ngôi sao để về để xây dựng để cho công an năm nay thì mới chỉ là để trước mắt, bởi vì trong đó cũng có những người tuổi đã bắt đầu gõ cửa rồi, cái chuyên môn cũng đã bắt đầu có cái sự chứng lại rồi. Tôi vẫn tin rằng là Hà Nội với lại Viettel nó sẽ ổn định hơn, còn anh công an thì cũng sẽ còn có những cái thay đổi, là nó cứ xáo trộn như thì như theo tôi là lại lo công an không phải là đi lên bằng như lên tầng như là chúng tôi thể công việc theo chúng tôi hay là nó đã có cái bản sắc rồi lâu. Quang Hải thì nó đã là một cái tiếp, tức là ngôi sao của cả cái đội của tuyển Việt Nam, hiện nay cũng có những cái chứng lại của Quang Hải. Cho nên là đấy, tôi nói rằng là nó sẽ cũng có những cái lính cứ để ý mà xem rồi sẽ, là nó sẽ cũng còn nhiều cái thay đổi. Quan điểm của tôi thì tôi thấy là những cái anh này đều xứng đáng cả. Vậy thì nó rơi vào anh nào thì người hâm mộ của cổ động viên của cái đội ý Sương thì